你好，张，我介绍一下，我叫张淑香，我今年68，我体重58公斤，我高中毕业，我还没结婚，我是工程，我不怕辛苦，我介绍，谢谢老板。 Em đã sang Đài Loan lần nào chưa? Em sang rồi. Em sang được mấy năm? Em sang được 2 năm. Em làm công việc gì? Em làm điện tử. Thế em có sợ vất vả không? Không ạ. Thế em có người thân bên Đài Loan không? Em không có. Thế được rồi.